Chào cả nhà nhé. Hôm nay mình sẽ tiến hành một lần đầu và chiết một cái thân hoa giấy rất là khủng. Đó. Nó phải cao khoảng 5 mét. Đây nhá, mọi người nhìn này. Đây là cao. Đó. Đó, nhìn mái kìa. Đó, mái. Có thể là liều. Mọi người cũng có thể là xem cái cây này. Tại sao mình quyết định chiết cái thân này? Đây nhá, mọi nhìn này, mình sẽ chiết cái thân này, chiết cái cây này. Lần đầu tiên chiết cành to này để mình nuôi cái bệ gốc này. Đây cái gốc rất khủng. Mình nuôi cái bệ gốc một thân này. Đây, mình nuôi lên đây. Đó. Cái thân này thì mình cũng để, nhưng bởi vì nó bị hóp ở đây cho nên nó không côn cây. Nó côn cây mà cái cây nó thẳng quá, nó đơ. Thế cho nên là nó cũng không có tương lai lắm. Thế cho nên mình quyết định mình chiết ở đây. Sau này mình cắt bỏ đây đi. Cắt đây để mình nuôi cái gốc này. Đấy, để có một gốc đẹp. Đây, hiện tại nó cái gốc đẹp này nó rất là rích rắc nha. Rất là rích rắc. Đấy. Rích rắc và lên nó bò tường bao luôn. Đấy. Thế còn cái thân này thì nó cũng khoảng khi nó khoảng 35-40. 35-40 nha. Dưới gốc thì khủng luôn. Thử liều xem nhá. Thử liều chết cái cây này xem. Nên mình sẽ khoanh và mình sẽ để vài ngày. Xong đấy mình sẽ cắt bỏ bớt tán đi. Đây tán cây. Tán rất đẹp ấy. Thấy không? Tán cây rất đẹp. Rất là liều mới làm được, dám làm cái việc này đấy các bạn ạ. Thì không sao, phải như thế thì mới có tác phẩm đẹp được. Nhìn cái cây hoa giấy như thế này mà mình tự nhiên mình chia thì cũng đúng là cũng hơi ai, mọi người cũng sẽ bảo là ông này dở hơi hâm hâm, nhưng mà mình có thì mình làm thôi, của mình làm thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy nhá, đấy thân đấy. Nếu mà may mắn là chiết là may mắn này, nó ra dễ và đẻ dễ đẹp thì sẽ ok. Còn nếu không may thì nó không ra dễ được thì sẽ cắt bỏ, xong rồi cắt khúc để dâm. Thấy không? Mọi người thấy chưa? Cái tay này, bông. Tay bông rất là đẹp luôn nha. Đây nhá, nhìn quay xa. Nó như là một cái ấy rồi. Như là một cái mái nhá. Gốc hoa giấy này vừa rồi có người giả trả là 30 triệu nhưng mình không bán. Bây giờ mình sẽ tiến hành chiết này. Chiết cây hoa giấy 30 triệu để sẽ có 300 triệu. Đấy nha, giới thiệu anh em nhé. Đây là con dao ghép thường. Con dao ghép thường. Thì hôm nay mình ghép cái thân này, ghép cái cây này, mình chơi cái dao này. Dao ghép lần đầu tiên, dao ghép siêu to khổng lồ. Chiết. Đấy, đây, từ chỗ đây. Đấy nhá, mình sẽ khoanh ở đây, không bó bầu đây. Bó bầu đây, khoanh nhá, khoanh một vết. Đây, là đây, bó đây lên. Đây. Chấp nhận chơi lớn. Để lấy cái bộ gốc nó giả cái loại nắc léo này,
để làm bonsai nhá. Bắt đầu quanh. Hôm nay chiết cái cây này là đúng vào dịp mùa Covid 2020 nên phải vẫn phải đeo khẩu trang để làm cây. Quanh phía dưới rồi, này quanh phía trên. Wow, mệt phết. Đây, bóc được nhá. Này, bóc được lớp vỏ nhá. Xem các bạn xem cái vanh này. Đây, chắc được khoảng 38. Này mình 20. 10 phân. Đây, mình 20 là 38. Đường kính khoảng 10 cm. Gốc này 30 cm. Gốc này thì khủng thôi. Bóc được nhá. Đây, quay ra đây. Quay sát để bóc. Ấy, tuyệt vời chưa? Bóc được các bạn ạ. Rồi, chuyển ra ngoài để bóc không như ngoài. Đấy, hôm nay mới là màn chiết hoa giấy các bác nhá. Nhà tôi còn mấy cây dương, cây cao kìa. Tí còn cạo. Chỗ này là vỏ mới nên nó mỏng. Mặt trong mới quá. Hẳn lớp vỏ nhá. Cái này bắt đầu cạn. Chúng ta cạo sạch cái lớp này đi nhá. Để khô nhá, mình sẽ để phải vài ngày đấy. Có nhiều cách chiết, có người ta để chiết cái vết này nó sùi lên, xong bắt đầu người ta mới bó. Nhưng mình trong mình thì không đến độ này, mình chỉ để nó khô thôi, nó khô là mình bó thôi. Thank you.
rơm nhá. Và đừng cho đất này, đừng cho để đất nhão quá nhá. Nhão quá là nó cối cây đấy. Nhưng mà cũng không nên khô quá. Đó. Như bánh dày này được. Xin chào cả nhà nhá. Đấy, mình ghép cái cây hoa giấy này. Cây hoa giấy này, cái vanh này nó rơi vào khoảng cái đường kính khoảng 10 cm, cây cao khoảng 5 m. Hiện tại bởi vì mình muốn tách cái thân này ra, cái gốc này, để mình làm cái gốc mình làm vào một cái việc khác, cái cây này làm vào việc khác, nên mình tiến hành chiết. Vết khoanh này của mình đã khoanh được gần 1 tuần. Và nó tương đối khô, vết khoanh này nó tương đối khô. Và lúc này mình còn ra xem nếu mà nó còn một lớp dính một cái lớp vỏ nữa thì mình cạo nốt. Và mình cũng không còn cái đất để mình chuẩn bị làm gì đấy, mình vừa trộn đất, không có gì đất được dơm. Đúng rồi, bây giờ phải làm rồi. Nó dài như này. Dài này và nó phải quện vào nhau như này. Dài. Đấy. Thì nó bó. Nhưng mà cũng không biết là làm thử lần đầu tiết cái cành to này xem không biết là nó mức độ thành công nó đến đâu. Đấy. Nhá. Sẽ rất là nguy hiểm. Cụt mắt
sẽ ở dưới này mình có một cái cách này đơn giản là hữu hiệu, đó là quấn bằng dính. Cái đất này nó là đất rơm cho nên là bây giờ nó cũng không thể rơi được, và mình làm nó rất là nhuyễn, nó dính không thấy đâu. Đấy, nhưng mà làm những sự chuẩn bị nó cũng sẽ sai rất là nhiều. Đây các bạn, cho quả bằng dính rồi thì chắc ăn. Dây nhỏ lại đứng cận dưới này nó ngon rồi. Ai điều chỉnh ở trên sao cho đất nó dính vào. Các bạn là lưu ý là ví dụ như vết cắt đây thì thường những phần dễ này có khi nó ra ở trên nhé, lưu ý chúng ta có thể bó ở trên, bó cao ở trên. Bầu bầu cây, chiếc cây bầu siêu to khổng lồ nhá, thấy chưa? Mặc dù dính bằng dính rồi nhưng mà chúng ta vẫn phải tiến hành buộc. Buộc trong phát nữa quá chắc luôn, chắc là rất là đẹp nhá. Đầu chiếc chiếc cây hoa giấy bầu siêu to khổng lồ. Bây giờ mình sẽ dít cho một đường ở giữa này nữa, dít cho một đường ở giữa này. Xong là có thể mình sẽ sau mình sẽ phủ một cái lớp vải ở đây cho nó giữ độ ẩm, nó không bị khô.
xong. Đấy. Thôi. Mình xin kết thúc video thực hiện bầu ở đây. Xong là lúc nào nó ra rễ mình sẽ tiếp tục quay cái hồi kết của nó nhá. Quay cái hồi kết của nó. Giờ tạm thời là như thế đã. Rồi. Đẹp quá các bạn ạ. Bầu cái cây siêu to khổng lồ này mê thật. Chết cây hoa giấy siêu to khổng lồ. Đây nhá. Quay cái vết này. Đấy. Vết bầu này khủng chưa. Cái dây bóng này là mình dùng cái dây bóng của cái gói giấy trong của cái gói kali, gói lân nhá. Trên giấy bóng rất là chắc. Đây, như các bạn nhìn cái bệ góc của hoa giấy của mình này. Đấy. Đấy không? Đấy, mình bỏ cái thân ngoài này đi để nuôi cái tay trong. Đấy, các bạn cho các bạn xem nhá. Đây. Đấy, nó lên chưa? Đấy, tán rồi đấy. Thấy không? Thấy tán chưa? Đấy. Quay từ xa cho các bạn xem nhá. Số to khổng lồ luôn. Nay là buổi chiều nên là hơi ngược sáng. Hơi ngược sáng cho nên là đây, đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Cây hoa giấy đấy. Đấy, to bịch luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video đấy nhá. Nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Mình xin cảm ơn.